quý vị và các bạn, theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế thì từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận gần 130 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại các tỉnh và thành phố. Đồng thời thì mới đây Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Không chỉ vậy thì một số dịch bệnh khác như là thủy đậu, ho gà hay là tay chân miệng cũng bắt đầu gia tăng. Vậy thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Việt Nam như thế nào và cách phòng chống bệnh hiệu quả là gì? Chương trình Góc nhìn tuần này đã mời tới trường quay tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Góc nhìn ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của chuyên mục Góc nhìn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vâng ạ, và trước khi chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện, xin mời tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một tổng hợp ngắn của chúng tôi. Theo Bộ Y tế, hiện nay các bệnh truyền nhiễm lưu hành cơ bản vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của thế giới, một số dịch bệnh có vaccine dự phòng trong nước đang có xu hướng gia tăng như sởi, ho gà, thủy đậu. Bên cạnh đó, một số bệnh lưu hành chưa có vaccine vẫn ghi nhận số ca mắc cao như tay chân miệng tăng 2,1 lần, sốt xuất huyết vẫn có số mắc cao với hàng trăm nghìn trường hợp mắc và hàng chục trường hợp tử vong. Đặc biệt là sự trở lại của cúm gia cầm H5N1 và sự xuất hiện của biến chủng mới cúm AH9N2 cho thấy diễn biến dịch bệnh đang hết sức phức tạp. Tuy nhiên, theo Cục Y tế Dự phòng, chủng cúm gia cầm này khó lây lan từ động vật sang người và chưa có bằng chứng lây từ người sang người. Cái cảnh báo nguy cơ thì chúng ta phải khẳng định với nhau là nguy cơ thấp. Tại vì đầu tiên là cái cúm H9 nó không gây bệnh trên da cầm. Hầu hết là không gây bệnh trên da cầm cho nên rất khó phát hiện. Và thứ hai là cũng rất khó lây từ da cầm sang người. Và đặc biệt là đến nay là chưa có một cái dấu hiệu hay là một cái trường hợp nào là lây từ người sang người. Ngay bản thân là cúm H5N1 cũng thế. Cho nên chúng ta phải khẳng định là cái nguy cơ mà dịch là rất thấp. Liên quan đến các dịch bệnh đã có vaccine dự phòng, ngành y tế cho biết từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 130 ca mắc sởi, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Thậm chí có ca đã tiêm 2 mũi vaccine vẫn mắc bệnh, ho gà 118 ca, tăng 6,8 lần so với cùng kỳ, thủy đậu ghi nhận 4.400 ca. Đây đều là những bệnh có xu hướng gia tăng, một phần do tỷ lệ tiêm chủng bị suy giảm sau thời gian COVID-19, thậm chí có nguy cơ bùng phát thành dịch. Là sau cái đại dịch COVID-19, cái số trẻ em mà tích lũy trong cả cái trường hợp mà chưa tiêm hoặc là chưa có cả cái miễn dịch khác, do đó có cái sự gia tăng, đặc biệt là trong giai đoạn đối với cả cái bệnh sởi ho gà thì thường là khoảng 3 đến 5 năm nó có cái sự gia tăng. Mà sởi nó lây lan rất là nhanh, do đó nơi nào mà tỷ lệ tiêm chủng thấp thì nơi đấy thì khả năng rất cao sẽ bùng phát dịch. Ngành y tế cảnh báo từ tháng 4 đến tháng 11 là thời kỳ cao điểm của một số dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là sởi, ho gà và thủy đậu. Đáng chú ý năm nay, sởi quay trở lại chu kỳ 5 năm. Vì vậy, các địa phương cần chủ động tăng cường tuyên truyền để người dân đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, tiến hành ra soát để tiêm bù, tiêm vét cho những vùng gián đoạn tiêm chủng do thiếu vaccine thời gian qua. Thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trước tiên thì ông đánh giá như thế nào về diễn biến của bệnh sởi hiện nay, cả về số ca mắc cũng như là nguy cơ và đâu là nguyên nhân thưa ông? Vâng, thưa các quý vị khán giả và các bạn, thì theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, thì từ đầu năm đến nay cả nước chúng ta đã ghi nhận khoảng 130 trường hợp mắc sởi. Cái tình hình này thì nó cao hơn của cái cùng kỳ năm ngoái, nó chiếm khoảng độ 1,4 so với lại cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng nhận định rằng là dịch sởi xuất hiện chỉ là lẻ tẻ ở các địa phương thôi, chứ chưa có cái bùng phát thành các cái ổ dịch. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương chúng tôi thì từ đầu năm đến nay thì chúng tôi cũng giám sát rất là chặt chẽ. Tuy nhiên thì cũng rất là may là chưa ghi nhận cái ca bệnh sởi nào dương tính đến khám và điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên thì theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Hoa Kỳ thì dịch sởi đang bùng phát ở khá nhiều quốc gia trên thế giới. Có thể nói là tập trung ở một số quốc gia như là vùng Trung Á, rồi là Liên bang Nga hay là Ấn Độ. Và ở Đông Nam Á chúng ta thì Indonesia cũng là quốc gia đã có bùng phát dịch sởi. CDC của Mỹ thì cũng có một cái nhận định rằng là
Mặc dù là Mỹ đã loại trừ bệnh sởi năm 2000, tuy nhiên thì ca bệnh sởi có thể xâm nhập vào nước Mỹ bất cứ thời điểm nào và bất cứ cái khu vực nào. Điều đó cũng nói lên rằng là cái nguy cơ bùng phát dịch sởi là hoàn toàn có thật, và chúng ta cũng phải sẵn sàng đón cái nguy cơ này, trong đó là cái việc mà quyết liệt trong các cái biện pháp dự phòng cũng như là kiểm soát bệnh. Vâng ạ, như những gì mà ông cũng vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy rằng là dịch sởi thì không chỉ bùng phát ở các nơi trên thế giới mà chúng ta năm nay cũng bước vào năm là chu kỳ từ 4 đến 5 năm một lần dịch sởi bùng phát. Vậy thì ông nhận định rõ như thế nào về vấn đề này cũng như là thực trạng hiện nay ở Việt Nam ra sao ạ? Vâng, chúng ta thực ra là có cái lý do và có bằng cớ để lo ngại về cái việc bùng phát dịch sởi sau những cái chu kỳ từ 4 đến 5 năm. Thực tế thì chúng ta cũng không quên được cái dịch sởi đã xảy ra năm 2014. Và giai đoạn 2018-2019 thì chúng ta cũng đã có một đợt bùng phát với cái số lượng ca sởi ghi nhận được không kém gì so với năm 2014. Tuy nhiên tại cái thời điểm đó thì nhờ cái việc kiểm soát tốt dịch bệnh cho nên chúng ta cũng không có những cái hậu quả nặng nề. Như vậy thì thấy rằng là cái nguy cơ bùng phát dịch sởi là hoàn toàn có thể xảy ra. Phân tích về điều này thì có thể thấy là chúng ta có một số cái lý do sau đây. Cái thứ nhất là các cái khoảng trống miễn dịch tích lũy theo thời gian. Cho dù có thực hiện tốt các cái chương trình bao phủ về mặt vaccine thì chúng ta cũng chỉ đạt được khoảng độ 95% cái khả năng bảo vệ. Như vậy thì chúng ta vẫn còn khoảng độ một cái số lượng khoảng độ 5% là những cái quần thể mà chưa có miễn dịch đối với sởi. Và cái quần thể này thì nó cứ tích lũy dần theo từng năm. Và sau 4 đến 5 năm thì chúng ta sẽ có một cái quần thể đủ lớn mà có cái khoảng trống miễn dịch đối với lại vaccine sởi, đối với bệnh sởi. Cái thứ hai thì trong vòng 4 đến 5 năm qua thì chúng ta đã có những cái giai đoạn và gián đoạn về vaccine. Đặc biệt là trong cái thời kỳ COVID thì chúng ta có những giai đoạn gián đoạn về vaccine sởi. Cho nên là cái tỷ lệ dân số mà có cái khoảng trống miễn dịch nó đóng góp tăng lên, cộng với lại cái giai đoạn mà chúng ta đã thấy là cái tích lũy được từ cái 5% mà vaccine sởi chưa bao phủ được. Cái thứ ba là chúng ta chưa có một cái chương trình kiểm soát miễn dịch đối với sởi ở như đối tượng là phụ nữ độ tuổi sinh đẻ và độ tuổi có thai. Chính vì thế cho nên là có một số lượng các em bé sinh ra từ phụ nữ mà chưa có cái miễn dịch đối với sởi. Chúng ta chưa biết được cái số lượng này là bao nhiêu. Vậy thì cái số lượng này cũng là một cái đóng góp cho cái khoảng trống miễn dịch mà sởi chúng ta chưa kiểm soát được. Cái vấn đề thứ tư đó là cái mầm bệnh sởi nó vẫn tồn tại ở như trong cộng đồng. Về mặt lý thuyết thì chúng ta không có cái người lành mang trùng đối với sởi. Tuy nhiên thì có những trường hợp mắc sởi nhẹ và cái tình trạng bệnh nó dễ lẫn với cái tình trạng bệnh khác, làm cho chúng ta rất là dễ bỏ qua. Các đặc điểm nữa đó là sởi thì có cái tính chất lây lan rất là mạnh, lây chủ yếu qua không khí và lây lan rất là mạnh. Cho nên khi mà có tiếp xúc với mầm bệnh thì cái việc mà lan truyền sởi là ở một tốc độ rất là lớn. Với cái điều kiện tiếp theo mà chúng tôi có thể nhận định đấy là ngày càng chúng ta có vấn đề đô thị hóa, dân cư đông đúc, những cái điều kiện sống và sinh hoạt chật chội, một số những cái khu vực sinh hoạt công cộng nhưng mà lại không đảm bảo cái vấn đề về thông khí hay vấn đề về vệ sinh. Thế rồi là các cái thói quen về sinh hoạt cũng có lúc lơ là đối với lại cái thói quen phòng bệnh. Tất cả những cái điều kiện đó nó tích hợp lại với nhau, mang đến một cái nguy cơ chung, đó là bệnh sởi có thể bùng phát sau cái chu kỳ 4 đến 5 năm. Thì cũng có một vài cái ý kiến lo ngại rằng là có một số cái trường hợp hy hữu với những ca mắc sởi là thậm chí đã tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi nhưng mà vẫn bị. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn và phân tích rõ hơn về những cái trường hợp đặc biệt này ạ? Đối với những trường hợp mà đã tiêm 2 đến 3 mũi vaccine mà vẫn mắc sởi thì chúng ta biết rằng cái hiệu quả bảo vệ sởi thì như thông tin chúng tôi vừa chia sẻ nó khoảng độ 95%. Vậy cho nên vẫn còn một cái khoảng là chúng ta có thể những cái khoảng trống mà chúng ta chưa thể với tới được. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta gặp phải những trường hợp mà đã tiêm vaccine rồi mà vẫn mắc sởi thì cũng nên xem lại tất cả các cái khâu, ví dụ như cái khâu bảo quản vaccine để xem là cái vaccine chúng ta đảm bảo chất lượng. Thứ hai là các cái thời điểm tiêm bắt đầu cái mũi thứ nhất
cũng như là cái khoảng cách giữa mũi thứ nhất và mũi thứ hai, sao cho chúng ta đúng tuân thủ đúng cái phác đồ tiêm thì mới đạt được cái hiệu quả miễn dịch nó tốt nhất. Có thể thấy rằng là không chỉ về dịch sởi mà các chuyên gia cũng lo ngại đó là năm nay chúng ta còn có nguy cơ bùng phát về bệnh thủy đậu với những diễn biến vô cùng phức tạp. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về dịch bệnh này ạ? Vâng, đối với thủy đậu thì theo số liệu giám sát tại Bệnh viện Nhi Trung ương chúng tôi thì từ đầu năm đến nay chúng tôi ghi nhận được 44 trường hợp mắc thủy đậu. Tuy vậy nhưng cũng cao gấp khoảng độ 1,5 lần so với năm 2023. Số liệu của Cục Y tế Dự phòng thì cũng có tương đồng, đó là đánh giá các cái ca thủy đậu tại cộng đồng đang có xu hướng tăng lên. Thì phân tích về những cái lý do mà bùng phát thủy đậu thì nó cũng tương tự như đối với câu chuyện sởi mà chúng tôi vừa chia sẻ ở phần trên. Đó là những cái khoảng trống miễn dịch mà do gián đoạn về việc tiếp cận vaccine, có thể là do thiếu cái nguồn cung hoặc là do các lý do gì đó mà trẻ em không được tiếp cận với cái nguồn vaccine. Cái thứ hai đó là những cái nợ miễn dịch, tức là trẻ sinh ra từ người mẹ mà không hề có cái miễn dịch đối với thủy đậu, cho nên là em bé cũng không hề có miễn dịch với thủy đậu ngay từ lúc mà em bé sinh ra. Cái thứ ba đó là các cái nguồn nhiễm về thủy đậu trong cộng đồng có thể chúng ta không kiểm soát được. Những triệu chứng nó cũng mức độ khác nhau, có những trường hợp về triệu chứng nhẹ làm cho người dân chủ quan và chúng ta không kiểm soát được các cái nguồn nhiễm ở trong cộng đồng. Và cái lý do mà nó cũng chúng tôi nghĩ là cũng cần phải để ý, đó là cái sự quyết liệt, cái sự ý thức trong vấn đề phòng bệnh có lúc nào đó chúng ta lơ là. Đấy là những cái lý do mà thủy đậu có cái nguy cơ bùng phát, và thực tế là cái số ca bệnh đã có tăng hơn so với năm 2023. Vâng ạ, và chúng ta cũng thấy rằng là từ đầu năm đến nay thì cũng có một dịch bệnh mà cũng đang khiến cho người dân khá là hoang mang và cũng đang muốn tìm hiểu rõ hơn, đó là về bệnh ho gà. Mà khi mà gần đây chúng ta cũng thấy là đặc biệt là ở miền Bắc thì đã ghi nhận một số trường hợp mắc ho gà và có biến chứng cũng như là đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Vậy thì ông có thể chia sẻ và cung cấp thêm thông tin rõ hơn về dịch bệnh ho gà này ạ? Vâng, về số liệu ho gà thì cũng theo cái hệ thống giám sát của chúng tôi thì từ đầu năm đến nay chúng tôi đã phát hiện được hơn 160 trường hợp mắc ho gà. Cái số mắc ho gà năm nay nó tăng so với lại năm ngoái rất là rõ rệt. Và cái số liệu phân tích thì chúng tôi thấy là chúng tôi có đến 15 đến 20 ca ho gà trong vòng một tuần. Và cái dấu hiệu thì nó chưa có cái dấu hiệu dừng lại. Thì cái việc mà cái ca ho gà xuất hiện ở trong bệnh viện nó cũng phản ánh cái việc mà các cái ca bệnh ho gà nó đang tồn tại ở như trong cộng đồng. Thế thì phân tích về các cái trường hợp ho gà thì chúng tôi xin lưu ý một số cái đặc điểm như sau. Chúng tôi thấy là có đến khoảng 30% các cái trường hợp mà ho gà dương tính mà chúng tôi phát hiện được tại bệnh viện thì ở những cái nhóm trẻ dưới 2 tháng tuổi, là cái nhóm chưa hề được tiếp cận với vaccine theo cái chương trình tiêm chủng. Vậy thì vấn đề đặt ra đó là ở cái nhóm trẻ này, các em bé không nhận được cái miễn dịch đối với ho gà từ mẹ chuyển sang. Và cái việc mà tiêm chủng cái vaccine có thành phần ho gà cho phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, cho bà mẹ mang thai là một câu chuyện chúng ta cần phải quan tâm. Cũng đã có nhiều cái chương trình đề cập đến vấn đề này rồi, nhưng mới ở dừng lại ở mức độ khuyến cáo. Có lẽ chúng ta cần phải có những cái động thái nó tích cực hơn, không chỉ là khuyến cáo cái việc tiêm vaccine có thành phần ho gà cho phụ nữ có thai. Chúng tôi cũng ghi nhận được khoảng độ trên 43% là trẻ ở cái nhóm tuổi lớn, tức là trẻ từ 2 tháng cho đến 2 tuổi. Cái nhóm này về mặt lý thuyết tức là nhóm đã được tiêm vaccine và đã được tiếp cận với vaccine. Thì chúng ta sẽ phải nhận định rằng là đối với nhóm trẻ này thì cái khả năng tiếp cận với vaccine đã được đầy đủ chưa? Trẻ có được tiếp cận với vaccine theo lịch hay không? Cũng có thể là lý do các cái nguồn cung, các lý do khác mà cái nhóm trẻ này không được tiêm chủng đúng như lịch. Chính vì thế cho nên là các cái ca bệnh vẫn xuất hiện ở như cái nhóm mà đúng ra trẻ phải được bảo vệ một cách đầy đủ. Chúng tôi vẫn có một cái tỷ lệ nữa, đó là trẻ ở nhóm trẻ lớn, tức là trên 5 tuổi cũng có mắc ho gà. Tỷ lệ này nó chiếm khoảng độ 20%. Thì vấn đề đặt ra là chúng ta đã có những cái khuyến cáo về tiêm vaccine ho gà cho cái nhóm trẻ lớn, nhóm trẻ tiền học đường, vaccine có thành phần ho gà. Thế thì câu chuyện này chúng tôi cũng nghĩ chúng ta cũng phải nên có những cái chương trình tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, làm sao cho tăng cái diện bao phủ vaccine ho gà ở những cái nhóm trẻ lớn. Về mặt lý thuyết thì ho gà thông thường sau khi tiêm khoảng độ 10 năm thì cái miễn dịch nó đã bắt đầu suy giảm rồi. Thì cái việc mà bổ sung thêm cái miễn dịch để chúng ta có đủ
cái năng lực miễn dịch phòng chống lại là rất là cần thiết. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là một năm được cảnh báo sẽ có nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh ở trẻ nhỏ, nhất là đối với những dịch bệnh có chu kỳ lặp lại từ 4 đến 5 năm một lần. À, không chỉ sởi mà còn tay chân miệng, một trong những bệnh cũng đang gia tăng khá mạnh hiện nay tại các tỉnh phía Nam và hiện chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh nhi 8 tháng tuổi này nhập viện trong tình trạng ho, sốt cao không hạ và thường xuyên giật mình. Trước đó, bệnh nhi đã uống thuốc hạ sốt tại nhà 2 ngày nhưng không giảm bệnh. Vì sốt, nó sốt xong rồi nó hạ, đi khám ở ngoài nó kêu là viêm họng. Viêm họng xong rồi cái nó về nhà nó bị giật. Nó giật cái miệng nó giật vậy nè, rồi mới đưa đi khám thì vô đây nhập viện. Từ cuối tháng 3 đến nay, bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca nhập viện do tay chân miệng tăng theo từng ngày. Trung bình mỗi ngày, phòng bệnh nội trú tiếp nhận từ 3 đến 5 bệnh nhi. Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng càng khiến các ca tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Đối với những trường hợp mà nhập viện vào trong khoa thì đa phần là từ độ 2A trở lên, nghĩa là bệnh nhân sốt từ 2 ngày trở lên, bệnh nhân có những dấu hiệu điển hình của tay chân miệng, chẳng hạn như bóng nước lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc là loét miệng, kèm theo sốt cao thì thường nó sẽ là cái xu hướng sẽ phải nhập viện. Thường bệnh nhân sẽ nhập viện vào ngày thứ 2, ngày thứ 3 của bệnh và bệnh này nó sẽ kéo dài tầm khoảng 7 cho đến 10 ngày. Số liệu thống kê mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, riêng trong tuần này, thành phố ghi nhận 118 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 1/3 lần so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng từ đầu năm 2024 đến nay đã trên 1.600 ca. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao, bao gồm huyện Nhà Bè, quận 6 và quận 8. Nếu như gia đình có trẻ mà có những dấu hiệu nghi ngờ bị bệnh thì cần phải đưa trẻ đi khám bệnh tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đồng thời cần thông báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm trên nhà trường để được biết và theo dõi tình hình dịch bệnh trong trường học. Trước dự báo bệnh tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, các bệnh viện đã sẵn sàng thuốc, nhân lực, vật lực để ứng phó với dịch bệnh. À, vâng ạ, qua những chia sẻ phân tích của tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, chúng ta cũng thấy rằng là với những dịch bệnh như là thủy đậu, ho gà hay là sởi thì chúng ta sẽ có vaccine tiêm phòng được coi là một trong những cái biện pháp hiệu quả để có thể là ngăn cho dịch không bùng phát. Tuy nhiên thì năm 2024 cũng là chu kỳ 5 năm của bệnh tay chân miệng. Đây được coi là một trong những cái dịch bệnh mà chúng ta cũng chưa có vaccine cũng như là có thuốc điều trị đặc trị. Và nếu như một cái kịch bản xấu nhất khi mà dịch sởi và dịch tay chân miệng cùng bùng phát với nhau thì sẽ gây ra được cái những cái hậu quả cũng như là cái hệ quả nguy hiểm như thế nào ạ? Vâng, về tay chân miệng thì theo số liệu tại Bệnh viện Nhi Trung ương chúng tôi thì chúng tôi bắt đầu ghi nhận ca bệnh nó gia tăng so với lại thường quy từ tuần thứ 10, tức là khoảng đầu tháng 3. Và đến tuần thứ 13, tức là khoảng cuối tháng 3, thì cái số ca bệnh đã đạt là 400 ca trong vòng một tuần, tức là một số lượng bệnh tăng đáng kể so với lại năm 2020. Năm 2022 thì tình hình êm ái hơn rất là nhiều. Chúng ta có cái số lượng ca bệnh về tay chân miệng rất là hạn chế. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục có cái theo dõi chặt chẽ để mà đánh giá các cái diễn biến của tình hình tay chân miệng. Cũng rất là may là chúng ta chưa có cái tình trạng tay chân miệng nặng trong số bệnh nhân mà đến khám tại bệnh viện. Tuy nhiên thì như các quý vị đã biết thì tay chân miệng là một bệnh hiện tại chúng ta chưa có vaccine để dự phòng. Các cái phòng bệnh tay chân miệng chủ yếu hiện nay đó là bằng các cái thực hành dự phòng thông thường. Chúng ta cũng lưu ý là tay chân miệng thì lây qua tiếp xúc. Vì vậy cho nên là các cái dự phòng thường quy bao gồm có vệ sinh tay, vệ sinh bề mặt, quản lý các cái nguồn dịch tiết về tiêu hóa là cực kỳ quan trọng. Làm được cái việc này thì chúng ta sẽ kiểm soát được các cái lây lan tay chân miệng cũng như là các cái bệnh lây lan theo đường tiếp xúc. Thế thì cũng rất là đáng lo ngại nếu mà cùng một lúc có rất nhiều các cái bệnh dịch mà cùng xảy ra thì chúng ta thấy là cái áp lực rất là nhiều. Đối với bệnh viện chúng tôi thì khi có rất nhiều bệnh dịch xảy ra cùng một lúc thì những áp lực về mặt nguồn lực bao gồm có cả nguồn nhân lực, rồi là các cái cơ sở vật chất, rồi là hạ tầng, đơn giản như là để phòng các cái phòng bệnh phòng để có thể đủ
cho tiếp nhận bệnh nhân cũng là một cái áp lực đối với chúng tôi. Thế rồi đương nhiên là vấn đề thuốc, rồi vật tư, chăm sóc. Nếu mà chúng ta có nhiều cái bệnh dịch cùng một lúc, và đương nhiên là nhiều bệnh dịch cùng một lúc thì nó sẽ ảnh hưởng đến một cái chất lượng chung, đó là cái hiệu quả về chăm sóc, hiệu quả về điều trị. Cho nên thì chúng tôi thấy là để tránh cái việc mà nhiều bệnh dịch nó xảy ra cùng một lúc thì vấn đề dự phòng cần phải được quan tâm, cần phải được có những cái đầu tư để làm sao chúng ta hạn chế, chúng ta không để xảy ra cái việc nhiều bệnh dịch xảy ra cùng một lúc là điều quan trọng. Vâng ạ, đúng là chúng ta thì không chỉ đối diện với cái nỗi lo nếu như là dịch chồng dịch với những cái bệnh về tay chân miệng hay là dịch sởi rồi thủy đậu ho gà, mà hiện nay cũng có một cái vấn đề đó là đã xuất hiện những cái ca biến chứng nặng, thậm chí là nguy kịch với những cái dịch bệnh này. Vậy thì ông có nhận định về có cái sự bất thường gì không, hay là có cái sự biến chủng các cái dịch bệnh này, các cái virus nó đã có cái sự tiến hóa nguy hiểm hơn ạ? Vâng, đối với lại những bệnh mà do virus như là chúng ta thấy là sởi, như là tay chân miệng, thì cũng cần phải thêm có những cái nghiên cứu đánh giá để xem rằng là những cái virus này nó có những cái biến chủng, cái biến đổi gì không. Nhưng mà còn đối với ho gà thì là một bệnh do vi khuẩn, thì những cái khả năng về biến chủng như virus thì là ít. Nhưng mà một vấn đề cần phải quan tâm đó là những cái tính kháng kháng sinh đối với lại cái kháng sinh đang điều trị cho ho gà. Hiện tại thì ho gà đang được điều trị bằng kháng sinh nhóm macrolide. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là sát sao để đánh giá xem là các cái đáp ứng của ho gà đối với cái nhóm kháng sinh điều trị này như thế nào. Và đấy là cái mà chúng ta sẽ cần phải để ý. Bên cạnh cái việc mà chỉ có tiếp nhận để điều trị bệnh nhân thì cũng phải để ý đến cái tính kháng kháng sinh của cái nhóm này. Vâng ạ, như bác sĩ cũng đã nhắc tới ở phần trước, đó là để có thể là phòng ngừa những cái dịch bệnh này bùng phát, hay là tránh cái tình trạng kịch bản xấu nhất là dịch chồng dịch, thì chúng ta cần phải làm tốt cái biện pháp đó là phòng ngừa. Cụ thể là chúng ta cũng cần phải làm gì, có những cái phương pháp ra sao ở các địa phương hiện nay ạ? Vâng, thứ nhất là chúng ta luôn luôn đề cập đến vấn đề dự phòng. Dự phòng cũng chính là để tránh cái việc mà từng cá thể rồi cho cả cộng đồng mắc bệnh. Nhưng dự phòng cũng chính là cái việc mà chúng ta hạn chế các biến chứng nặng, hạn chế các cái tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra. Thế thì chúng ta biết là có cái dự phòng thông thường, hay chúng ta hay gọi là dự phòng không đặc hiệu. Có một cái điều thú vị đó là nếu mà chúng ta tuân thủ các cái biện pháp dự phòng thông thường, dự phòng không đặc hiệu, thì nó dự phòng được tất cả các cái bệnh, tất cả các tác nhân, cho dù nó là tác nhân lây truyền theo cái phương thức nào. Chúng ta thấy rằng là chúng ta vệ sinh bàn tay, chúng ta vệ sinh bề mặt, chúng ta đảm bảo các cái thông khí trong các cái môi trường. Thế rồi là chúng ta tuân thủ việc mang khẩu trang đến những nơi công cộng, đến các cái không gian chật hẹp, là chúng ta đảm bảo được các cái hoạt động dự phòng, hay chúng ta gọi là dự phòng thường quy. Chúng tôi nghĩ là cái thời Covid thì chúng ta đã có được hình thành ra một cái thói quen về dự phòng khá là tốt. Và đối với những giai đoạn mà chúng ta gọi là sau Covid, giai đoạn bình thường như thế này, thì chúng ta không muốn nhắc lại thời Covid nữa, nhưng mà chúng ta nghĩ là những cái thói quen, những cái nề nếp mà chúng ta có được thì thời Covid nên phát huy để chúng ta thành ra một cái văn hóa về dự phòng. Cái thứ hai đó là vấn đề vaccine. Thì những cái bệnh mà đã có vaccine dự phòng rồi thì đấy là một điều may mắn. Thì đã có vaccine dự phòng rồi thì phải tiêm chủng đủ, tiêm chủng đúng, đảm bảo cái cung cấp cái miễn dịch bổ sung cho trẻ. Thì đối với các địa phương thì đương nhiên là các cái nhà quản lý rồi các cái chính quyền thì phải có những cái phương án để đảm bảo đủ cái nguồn cung vaccine để người dân sử dụng. Thế còn đối với người dân thì chúng tôi nghĩ đấy là vấn đề tuân thủ. Chúng ta có vaccine rồi thì chúng ta tuân thủ cái vấn đề tiêm chủng, sao cho cái lượng tiêm chủng là đầy đủ và được bao phủ lớn nhất. Thế thì về tiêm chủng thì chúng tôi nghĩ là bên cạnh cái việc mà nhà nước lo cho cái người dân về các vaccine trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng, thì cũng rất là cần có những cái nguồn lực mà cộng với lại nguồn lực của nhà nước, nguồn lực xã hội hóa từ cá nhân, từ các tổ chức, từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Chúng tôi nghĩ là chúng ta đã có một cái chính sách về bảo hiểm y tế rất là tốt cho cái hoạt động điều trị, thì cũng nên có một cái chính sách bảo hiểm y tế cho vấn đề vaccine, cho vấn đề dự phòng. Cái điều đó nếu mà thực hiện được thì chúng tôi nghĩ là nó tăng cái hiệu quả bao phủ, tăng cái hiệu quả của việc sử dụng vaccine, và đồng thời là chúng ta sẽ có một cái hiệu quả phòng bệnh nó được đẩy mạnh rất là tốt.
À, vâng ạ, đấy là về những cái việc làm mà các địa phương cần phải triển khai. Vậy thì cụ thể hơn, tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi sẽ có những cái lời khuyên gì dành cho các gia đình cũng như là nhà trường trong việc là chúng ta sẽ chăm sóc trẻ nhỏ ở giai đoạn này để có thể là tránh cho dịch không bị lây lan cũng như là bùng phát mạnh, những cái kịch bản xấu nhất là như là dịch chồng dịch ạ? Vâng, đối với lại gia đình, đối với nhà trường và đối với cá nhân thì như đã chia sẻ thì chúng ta lưu ý đến các cái dự phòng thông thường, dự phòng không đặc hiệu. Đó là vấn đề chúng ta lo đến vấn đề vệ sinh về bàn tay, vệ sinh các bề mặt, chúng ta xử lý các môi trường, kể cả môi trường trong lớp học, môi trường của nhà trẻ, sao cho các bề mặt thì luôn được xử lý định kỳ. Thế rồi không khí trong lớp học, trong nhà trẻ và cả trong hộ gia đình thì luôn luôn phải được thông thoáng. Tức là chúng ta không lơ là cái chuyện, cái câu chuyện vệ sinh ở như trong hộ gia đình, vệ sinh ở trường, ở lớp và vệ sinh cá nhân. Nó rất là nhỏ, nó rất là bình thường nhưng đấy có ý nghĩa rất là lớn trong cái việc dự phòng bệnh. Và như ở trên đã nói thì chúng ta xây dựng thành một cái nề nếp, thành một cái văn hóa về phòng bệnh. Lúc nào chúng ta cũng luôn luôn có ý thức về phòng bệnh. Không đợi cho đến lúc mà dịch thì mới nâng cao cái việc phòng bệnh. Cũng giống như là chúng ta đi ra đường thì luôn luôn thực hiện việc đi bên phải, đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn. Chứ không phải là chờ đến lúc mà có nhiều tai nạn giao thông quá thì chúng ta mới đội mũ bảo hiểm. Thì đấy là hình thành nên một cái nếp về phòng bệnh. Mọi cá nhân, mọi tập thể xây dựng một cái nếp như vậy. Cái thứ ba chúng tôi nghĩ là vấn đề vaccine. Như chúng tôi đã nói rồi, vaccine thì những cái bệnh mà đã có vaccine, chúng ta tuân thủ cái việc mà tiêm chủng. Kể cả là cá nhân cũng như là chúng ta động viên người nhà tất cả thực hiện cái việc tiêm chủng. Ngày nay cái quan điểm về tiêm chủng là tiêm chủng cho mọi lứa tuổi, tiêm chủng cho ai thì phòng cho người đó. Nhưng mà tiêm chủng thì còn giúp cho việc loại trừ các cái nguồn nhiễm trong cộng đồng, rồi tiêm chủng làm cho tăng cái miễn dịch cộng đồng. Ý nghĩa của tiêm chủng nó rất là lớn, thì chúng ta thực hiện cái việc tiêm chủng sao cho nó tốt nhất. Những ai mà có bệnh nền thì cần phải kiểm soát bệnh nền. Các em bé mà có các cái bệnh nền như em bé có béo phì hay là các bệnh bẩm sinh thì phải được khám định kỳ, phải được kiểm soát thật tốt cái bệnh nền. Khi mà bệnh nền nó kiểm soát tốt thì nó cũng thuận tiện cho việc tiêm vaccine. Và thứ hai là nếu mà có mắc bệnh thì cũng được kiểm soát rất là dễ dàng, không có cái tình trạng nặng nề. Một cái điểm nữa đó là vấn đề dinh dưỡng. Đương nhiên rồi, chúng ta cần phải có một cái chế độ chăm sóc dinh dưỡng sao cho cái thể lực của từng cá nhân nó tốt nhất. Và vấn đề chúng tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta cái việc mà khi mà chúng con mắc bệnh thì không có giấu giếm, cần phải có cái phối hợp, cần phải có khai báo với cơ quan y tế, rồi là đến khám để được các cái tư vấn điều trị kịp thời. Cái việc này nó không chỉ giúp cho việc từng cá nhân chúng ta giải quyết được tình trạng bệnh của từng cá nhân mà còn đóng góp cho cái việc mà phòng bệnh ở trong cộng đồng. Thì đấy là cái việc mà tôi nghĩ rất là cần thiết trong cái giai đoạn này. À, vâng ạ, đúng như những gì mà tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi đã tổng hợp lại, bên cạnh câu chuyện về tiêm phòng hay là dinh dưỡng rồi thăm khám thì có lẽ là mỗi cá nhân chúng ta cũng luôn luôn phải có một ý thức xây dựng và hình thành những cái thói quen tốt để bảo vệ sức khỏe của mình. Từ đó thì là những cái lá chắn bảo vệ chính mình cũng như là cộng đồng để giảm thiểu tối đa cái nguy cơ những cái dịch bệnh có thể bùng phát trong sắp tới. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay, đặc biệt là một số bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch như là sởi hay là tay chân miệng hay là bệnh thủy đậu, thì việc chúng ta chủ động phòng ngừa cho trẻ là điều hết sức quan trọng, đặc biệt là việc tiêm vaccine phòng ngừa đầy đủ đúng lịch. Hơn bao giờ hết, việc đảm bảo vaccine để triển khai tiêm vét tại những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp hay là việc rà soát để tiến hành tiêm vét, tiêm bù cần phải được triển khai một cách sâu rộng và sát sao. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Góc nhìn ngày hôm nay. Thưa quý vị, còn bây giờ chương trình xin phép được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tuần sau. Thank you.